trong trận đấu trước. Bên phía đội tuyển Việt Nam chúng ta đang nhắm xuống khu vực đường dưới khá nhiều. Raven là người chơi mà bên phía Singapore cũng đã chú trọng chọn cho anh ta những vị tướng carry hạng nặng ở trong những trận thi đấu đầu tiên. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được cái cách cấm chọn từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Senna, Yumi đã bị cấm đi, như vậy là con bài Jerry nó sẽ không thể nào xuất hiện được ở trong trận đấu này. Còn về phía Singapore thì sao? Camille vẫn đang được để hở ra, Phil ra và JC cũng là những vị tướng sẽ cần phải cân nhắc cấm. Như vậy là Singapore quyết định họ cấm đi Camille trước. Nói về Jerry thì đội tuyển Việt Nam chúng ta cũng đã có trận thi đấu mà Genza được sử dụng ở trong ngày thi đấu hôm qua. Một trong những trận thi đấu phải nói rằng mang tính chất thử bài thử nghiệm đội hình là chính đến từ đội tuyển Việt Nam. Chúng ta chơi đến Jerry kết hợp với Yumi và Ugot ở khu vực đường trên, rồi thêm cả thần bài ở khu vực đường giữa. Đó, đó một đội hình mà cái ngưỡng sức mạnh của đội hình này sẽ đến từ khoảng phút từ 16 đến phút thứ 17. Nói chung là một sự thử nghiệm đội hình để đa dạng hơn cái chiến thuật đến từ phía đội tuyển Việt Nam thôi. Nhưng cái xu hướng đánh ở thời điểm này sẽ là những trận thi đấu rơi vào tầm mạnh từ phút thứ 10 cho đến phút thứ 13 để có thể dứt điểm trận đấu ở phút thứ 15. Thế cho nên những đội hình mà sau cái khoảng thời gian mà điều kiện thắng này có lẽ cũng sẽ ít được xuất hiện nhiều hơn ở trong những trận thi đấu quan trọng kiểu như này. Vậy trừ khi là bạn đánh một cái đội hình phòng ngự cực kỳ tốt và bạn đánh macro trao đổi mục tiêu hiệu quả thì bạn mới có thể vận hành tốt cái lối chơi mà nuôi hyper carry về cuối trận đấu mà thôi. Nếu như bạn coi giải Trung Quốc thì cái lối chơi đó thật ra là một trong những lối chơi mà các đội Trung Quốc rất là chủ đạo để mà chọn. Lượt cấm cuối cùng Singapore hình như là họ bỏ cái lượt cấm cuối của mình luôn, và liệu là có cái ý đồ gì ở trong cái lượt bỏ này hay không đây, hay bởi vì đôi khi là bỏ không phải là cái lỗi của họ mà họ muốn để mở ra nhiều con tướng nhất có thể. Bởi vì họ bên phía đội đỏ, đội chúng ta chỉ chọn được một hyper cái một con tướng power pick mà thôi. Còn nếu như để họ như thế này thì bên phía Singapore sẽ có quyền chọn được hai vị tướng khác nhau mạnh hơn, Yone chẳng hạn, Nautilus chẳng hạn. Yone vẫn còn đang để họ ra và tôi nghĩ là Singapore sẽ phải chọn Yone ở trong một trong hai lượt đầu của mình. Có lẽ là chúng ta sẽ chờ thông tin xem là cái lượt cấm thứ ba này đối với phía Singapore lý do là vì sao. Còn lại thời điểm này thì hoàn toàn đồng ý, khi mà bạn đã bỏ đi một lượt cấm rồi thì họ cũng sẽ có cơ hội rồi lấy chiếc Nautilus Nautilus đến từ bên phía của Singapore. Và bây giờ họ có chọn luôn một cái vị tướng để đi đối chọi lại với Fiora luôn hay không đây. Thì thời điểm này Camille đã nằm trên bàn cấm, Jack thì vẫn còn. May ra là Zay, tôi nghĩ là Zay là vị tướng nếu như mà họ muốn chọn ngay một vị tướng đương cự được với Fiora thì đó có thể là Zay. Zay là phần nào đó đè đường được ở khoảng thời gian ban đầu, và nếu như bạn đánh đủ khéo và giữ vị trí tốt thì bạn có thể planning không đến nỗi tệ với lại Fiora. Singapore quyết định là chọn một phương án an toàn, họ chọn cho mình là Karma, để ngỏ cái khả năng là sẽ đánh một đội hình một pháp sư và bốn đấu sĩ, một đội hình quen thuộc, một đội hình truyền thống vào năm 2022 mà chúng ta đã thấy rất là nhiều. Chính xác. Và có Gragas dành cho bên phía của Akeno. Thường Akeno chơi những vị tướng theo dạng mở mở giao tranh và kiểu make play như Gragas, như Set, như Alistar là những vị tướng mà chúng ta có thể đặt một cái sự yên tâm nhất định vào cái khả năng mở giao tranh của anh chàng này. Bên cạnh đó thì hiện tại thì chúng ta vẫn đang còn đang có khá nhiều những sự toan tính, tại vì đây vẫn đang là một cái đội hình mà họ có thể xoay tua được. Có thể là nhắm đến một đội hình đánh AD ở thời điểm này. Ồ, có Yui dành cho Genza này. Ít nhất là chúng ta có xem một sự tự tin. Mỗi khi Genza sử dụng Yui, anh ta đánh giống như kiểu là để chứng minh cho những người đồng đội của mình rằng Yui sẽ luôn luôn có được chiến thắng nếu như Genza được sử dụng. Cho anh ta đánh rất tập trung và cũng có rất nhiều những tình huống xử lý hay với con bài Yui này. Như vậy thì con Dragas này phần nhiều nó sẽ nằm trong tay của Akeno, và Akeno sẽ lên cho mình trang bị chống chịu cái meta mà chiến giáp rực lửa, chiến giáp rực đỏ chứ, ở trong cái thời điểm hiện tại nó khá là mạnh dành cho Dragas. Thì tôi nghĩ rằng là sát thương phép một mình Zoe là đã đủ rồi, không cần thiết phải Dragas lên thêm sát thương phép làm gì nữa cả. Đồng ý. Bên phía của Singapore thì rất là đơn giản thôi, bây giờ có bao nhiêu con tướng đấu sĩ họ chọn hết vào đội hình của họ là được, không cần phải quá phức tạp gì cả. Đội hình này đúng như cái ý kiến của Phong vừa mới đưa ra, nó rất mạnh ở khoảng phút thứ 10 đến phút thứ 13, khi mà những đấu sĩ đã có được đủ hai trang bị và lên được xong cấp độ chính, thì đó là một khoảng thời điểm rất mạnh của đội hình Singapore mà họ đang hướng tới. Lucian là vị tướng thứ tư mà bên phía Singapore chọn cấm ở phase 2. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam, khi mà nhìn vào đội hình bên phía Singapore, chắc chắn là ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng hiểu rằng họ sẽ muốn chọn thật nhiều đấu sĩ. Và bây giờ những con đấu sĩ nào còn chúng ta cấm hết, Riven vẫn còn. Chúng ta hoàn toàn có thể cấm đi Riven ở lượt này nếu như không muốn cho bên phía kia một sự lựa chọn mạnh. Bên phía của Singapore đang hạn chế khá nhiều những vị tướng, ít nhất là với Lucian cũng là sẽ một vị tướng mà BMM có thể sử dụng ở khu vực đường giữa. Qua đó thì cũng
theo dạng lượng sát thương đến từ bên phía Lucien vào những một đội, vào một đội hình mà có nhiều khả năng chống chịu cũng sẽ là một khả năng tốt để có thể bào đi lớp tanh trong đội hình của đối phương. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn đang cố gắng hạn chế nhiều nhất có thể cái khả năng đánh sớm đến từ bên phía Singapore với một lượt cấm và Lee Sin. Lượt cấm thứ cuối cùng đến từ bên phía Singapore là vào con bài Khazik, khi mà cả hai bên đều đang chưa có những người chơi đi rừng thì phong tỏa vào những vị tướng đi rừng mạnh của đối phương là hoàn toàn hợp lý ở thời điểm này. Và liệu có tiếp tục là một lượt cấm vào rừng nữa hay không đến từ đội tuyển Việt Nam? Tôi đang cân nhắc đến việc rằng khi mà nhìn vào cái đội hình của Singapore, tôi đang cân nhắc là liệu rằng Meliodas có muốn đánh Sen ở trong trận này không? Tôi nghĩ Sen là một sự lựa chọn không đến nỗi tệ nha. Bởi vì thường là một đội hình nhiều đấu sĩ, nó sẽ hướng đến sát thương vật lý rất là nhiều và nó không có khả năng sốc đam quá tốt. Sen sẽ là một nguồn bảo trợ tốt dành cho vị tướng lao lên là Fiura để đánh tay đôi ở một cánh và đi đẩy đường được. Và đội hình nhiều đấu sĩ nó cũng có một cái đặc điểm là bạn cần phải đi chung khá là nhiều người với nhau thì bạn mới khai thác hết được sức mạnh của đội hình này. Và bên phía Singapore họ chọn tiếp cho mình là Zay, như là nói thì không có lượt cấm dành cho Zay, cũng như là Reven. Zay là một sự lựa chọn tốt dành cho đội hình Singapore. Nó tốt ở thời điểm mà đội hình của Singapore thì vẫn đang có thể xoay tua vị tướng Zay này ở vị trí đi rừng hoặc vị trí đường giữa nếu như họ muốn. Và họ sẽ chờ xem đội hình của đội tuyển Việt Nam chúng ta có vị tướng đi rừng nào thì họ mới chọn kèo đi rừng. Vì vậy đây cũng là một tên cấm vào chọn. Tôi đang cảm giác bên phía Singapore cũng đang làm khá tốt với những cái lượt lựa chọn tướng của mình khi mà họ có được những cái bộ đánh là khá mạnh. Nautilus ở vị trí hỗ trợ, Zay Si ở một vị trí nào đó mà vẫn đang được bỏ ngỏ. Và có thêm Ngộ Không ở trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Ngộ Không này có lẽ sẽ phần lớn là nằm trong tay Meliodas. Và quyết định là Zay Si sẽ là ở khu vực đường đơn để cho Savanna là vị trí đảm nhiệm đường rừng dành cho phía của ESK. Một vị tướng đã không còn được trọng dụng quá nhiều ở vai trò đi rừng. Dẫu cho trước đây là Savanna một trong những con tướng đi rừng mạnh nhất ở trong meta của tốc chiến. Nhưng mỗi khi mà Savanna xuất hiện và kết hợp chung với lại Kakma thì tôi rất là lo ngại nha. Bởi vì đây thực sự là một cặp đôi rất là khỏe về giai đoạn về cuối trận đấu. Đặc biệt là trong những trận đấu mà Savanna có khả năng kiểm soát được nhiều rồng thì cái mức độ tăng tiến về mặt sức mạnh của Savanna lại càng đáng gờm hơn. Kết hợp với lượng giáp mà Kama và khống chế của Kama có thì những giao tranh tổng chúng ta sẽ rất là khó kiểm soát được hai con bài này. Bên phía của đội tuyển Việt Nam chúng ta có một cái đội hình dùng sát thương đơn mục tiêu rất tốt. Có thể nói là như vậy, bong bóng ngủ chính xác, nghịch sao chính xác. Và đó sẽ là tiền đề để BMM lao vào dứt điểm cái người bị dính cái bong bóng ngủ đó. Cùng với lượng khống chế đến từ Wukong cùng với lại Ragaz. Nhưng các bạn chỉ cần nhìn thôi các bạn cũng đã hiểu rằng trận đấu này chúng ta phải đánh giao tranh rất nhiều thì mới có cơ hội thắng được. Bởi vì đây là một đội hình mà sát thương về cuối trận đấu không được quá đảm bảo. Không được quá đảm bảo. Bên phía bên kia là một nguồn sát thương cực kỳ khổng lồ đến từ Savanna về cuối trận đấu. Đồng cũng ý. Như là JC có khả năng đẩy đường cực kỳ khỏe. Và cũng có một điểm nữa là với đội hình này thì bên phía của đội hình Singapore có lẽ họ cũng đã nghiên cứu khá kỹ về con bài Zui trong tay của Genza. Họ đó đang có đến 4 chất tướng theo dạng mà càn thẳng vào tuyến sau đến từ bên phía Singapore là cực kỳ mạnh. Chưa kể là một lần bạn lướt lên với cái vòng đến từ bên phía của Zui thôi là sẽ ăn ngay một cái thủy lôi tầm nhiệt vào đầu, cho nên sẽ hạn chế khá nhiều cái sự cơ động đến từ Zui trong tay của Genza. Rồi thì những tình huống hóa rồng thẳng vào tuyến sau nữa cũng sẽ là một trong những cái nguồn uy hiếp vào Genza ở trong trận thi đấu này. Akeno sẽ cần phải làm tốt ở trong những tình huống bảo kê cho Genza với cú thùng rượu nổ đẩy văng đối phương ra của mình để tạo tiền đề để cho Genza có những tình huống cầu máu liên tiếp ở giai đoạn giữa trận đấu. Trận đấu này nó sẽ có một cái diễn biến hơi khác so với cặp đấu trước đó, khi mà cả hai đội nhập cuộc chậm rãi hơn khá là nhiều. Tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì dù sao đi nữa thì Singapore không phải là một đối thủ đơn giản như là Campuchia. Khoan đã, khu vực trên tí nữa thôi đã có solo kill dành cho Iwan rồi. Iwan vẫn có thể tiến. Ui, rất xui dành cho Iwan. Những phát đánh đến từ hai con lính đánh xa đã dứt điểm anh ta, dù là Iwan đã tiến vào trong bụi pha thi đấu vừa rồi. Rất kém may mắn dành cho Iwan. Một tình huống đánh phải đánh đổi là khá nhiều đến từ bên phía của Iwan. Anh ta tính toán rằng cái tình huống tốc biến quanh trở lại chọc và thiêu đốt lên đầu đối phương sẽ là đủ sát thương. Nhưng JK vẫn sống sót với một chấm máu. Đúng vậy, rất đáng tiếc là như vậy. Và thậm chí là lợi thế của JK nó còn nhiều hơn khi mà anh chàng này còn chưa cần phải dùng đến tốc biến của mình nữa cơ. Tức là trong tình huống tiếp theo, nếu như anh ta kêu gọi được WJ cùng với SK lên đây thì họ hoàn toàn có thể tổ chức một pha băng trụ để hủy diệt hoàn toàn một cái đường rất quan trọng của chúng ta. Như nói Iwan là cái nguồn sát thương về mặt cuối game, về mặt đẩy trụ cũng như là đánh giao tranh tổng theo thời gian quan trọng nhất dành cho đội hình của bên phía đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta đang có một pha thi đấu tốt của phía dưới, pha làm choáng thành công của Genza. Và đó là một tình huống xử lý kỹ năng cực kỳ tốt của Genza với con bài Zui của mình.
nhìn cái pha thi đấu vừa rồi nó khá giống một vài những trận thi đấu rank. Tức là khi support của bạn đang di chuyển bao mát và kiểm soát mắt thì người chơi đường rồng của bạn lại chủ động đứng lên cao và bị dính những hiệu khống chế của đối phương và bị hạ gục. Sau đó người chơi đường rồng sẽ chat và trách là người hỗ trợ của mình tại sao không ở lại bảo kê mà đi lăng quăng. Đó là một trong những tình huống khá là điển hình ở trong đấu rank và Raven đã phải nằm lại và gỡ lại một điểm hạ gục dành cho đội tuyển Việt Nam. Đây sao, đang có một tình huống tổ chức băng trụ. Melodas đã luồn lách từ những cái bụi này từ khoảng 20 giây trước đó rồi. Và đây sẽ là ba người, Akeno cũng có mặt. Bên phía bên kia thì sao, ESK từ phía sau có dạng hóa rồng nha. Anh ta có thể bay lên với chiêu cuối của mình được. Nhưng Iwan vẫn đang chưa tổ chức một pha tấn công nào với những người đồng đội cả. Anh ta chỉ đang lấy đi những cái lớp giáp từ trụ mà thôi. Và tạm thời chúng ta thành công với cái việc bào tiền từ lớp giáp này. Chính xác, hai lớp giáp trụ được lấy đi, khiến cho cái điểm hạ gục chiến công đầu của GK cũng không phải còn là quá lợi thế trước bên phía của Iwan nữa. Lượng tiền của hai người chơi đứng trên là cân bằng. Thủy lôi tầm nhiệt được nhắm về phía Akeno, không hiệu quả lắm tại Akeno vị tướng rất cơ động để có thể thoát về trong tình huống vừa rồi. Chính xác, và Iwan cũng đã rất tinh tế khi cái chiêu cuối của con Nautilus bay ngang qua người anh ta thì anh ta dùng cái phản đòn để làm choáng Nautilus của WJ, ngăn WJ tiếp cận được vào vị trí của Akeno. Nhưng mà xử lý nhỏ thôi nhưng cho thấy được cái kỹ năng cá nhân của Iwan là khá tốt. Anh ta vẫn đang tỉnh táo với xử lý kèo này, không hề ngại ngùng gì cả, vẫn lao lên, vẫn cứu rỉa máu bên phía bên kia rất là tốt, cho dù đã thua một điểm hạ gục rồi. Ở khu vực đường giữa cũng đã có những sự va chạm trẻ không nhẹ nữa đâu, mất tốc biến đến từ Vendetta rồi. Raven ở đâu đó lại bị hạ gục, đó là điểm solo kill dành cho bên phía solo của Genza. Kill hoàn toàn luôn, rất sáng cửa. Như vậy là Genza với cái tốc hành của mình đã tiếp cận được Raven bằng một cách nào đó và sau đó dứt điểm anh ta. Còn Melodas đang ở đây, Melodas có tốc biến, có chiêu cuối, nhưng cái tầm với là hơi xa. Vendetta đã đi về khá sâu về phần sân trụ 2 của mình. Và một pha xuất hiện kịp thời của Meliodas để khiến cho Vendetta bắt buộc phải biến về trong tình huống đó. Trước đó đã là pha mà bên phía của BMM đã có một pha phóng phi tiêu chính xác, hình như dùng cả chiêu cuối cắt vào vị trí của Vendetta để khiến cho anh ta bắt buộc phải sử dụng cái tốc biến. Còn đây là một tình hất được GK về, nhưng có hóa rồng ở phía sau để ngay lập tức bọc lót dành cho đội hình của Singapore. Yuan sẽ là người phải nằm lại ở trong tình huống này và nó thuộc về bên phía của SK. Wow, tưởng chừng như là pha quăng thùng lựu nổ rất đẹp mắt của Akeno sẽ tách đôi được đội hình của bên phía Singapore đã là hay rồi, nhưng không, đằng sau lưng thì SK đọc nhịp rất tốt, đọc được hướng di chuyển và ta tiến vào khu vực trên để chăm chút cho GK tốt nhất có thể. Không chỉ là chăm chút cho GK mà anh ta muốn hạn chế đi cái điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam, đó chính là Iwan. Khả năng hoạt động độc lập của Iwan nó sẽ bị hạn chế đi khi mà lượng trang bị của ta đang thua khá nhiều rồi. Họ đang cố gắng làm nhiều nhất có thể để cho một con bài Fiora không có được một tuổi thơ nó quá yên bình. Và họ làm tốt điều đó với việc là hai điểm hạ gục mà Singapore có được đều đến từ vị trí của G1. Và đây là khoảng thời gian mà có lẽ những tình huống trao đổi chiêu thức và những tình huống giao tranh ở khu vực đường nó sẽ tạm hoãn lại để dành nhân lực kiểm soát những mục tiêu ở cả hai nửa bản đồ. Thì với tình huống đổi như thế này Singapore hoàn toàn hài lòng, tại vì họ sẽ có được con rồng nước. Con rồng nước ở trong cái đội hình này sẽ gia tăng thêm khả năng hồi phục máu liên tục, kết hợp với cái giáp máu hoa mông giúp cho họ liên tiếp di chuyển và hồi phục lại máu sau những tình huống giao tranh. Liệu nó có một pha lao lên và cướp được sứ giả không? Ôi trừng phạt. Tí thì đầu tiên đấy, trừng phạt sớm quá, còn khoảng 100 máu sứ giả. Nhưng đây là pha tấn công ở khu vực hang rồng, WJ bị giữ chân lại. Anh ta lãnh cái trọng trách là ngăn cản các thành viên đội tuyển của Việt Nam tiếp cận hang rồng. Và coi như là cái mạng anh ta đổi lấy con rồng vừa rồi. Pha bay đi với chiêu cuối của ESK, nhưng sứ giả được thả ra khu vực giữa. Và với 50% máu trụ được lấy đi, chúng ta đã tước được cái trụ đường giữa của đối phương. Tiếp tục vẫn là những tình huống bong bóng ngủ hợp lý đến từ bên phía của Genza và tạo một khoảng trống rất lớn cũng như khả năng giữ chân rất lâu ở vị trí của WJ để chúng ta có được con sứ giả đầu, có được trụ đầu và có thêm được một mạng hạ gục. Đối phương mới có bùa lợi rồng, nhưng sau tình huống bùa lợi rồng của đó thì có vẻ như bên phía Singapore trong trận thi đấu này họ vẫn đang đánh một cách rất thận trọng. Có được rồng, quyết định rút lui, thậm chí là thí cả người chơi hỗ trợ của mình ở lại để có được một tình huống rút lui an toàn. Điều đó là hợp lý tại vì đội hình của họ sẽ scale về late xung quanh vị trí Savannah nên đánh an toàn là hợp lý. Nhưng SK đang có cơ hội để có được thêm điểm hạ gục, nhưng anh ta chưa có dạng rồng của mình. GK sẽ cần phải làm tiền đề rất tốt cho tình huống này để kéo máu. Bên phía BMM, GK đang đấm vào trụ, hai thành viên đấm trụ. Bây giờ biết rồi, sát thương vị trí BMM vẫn có bom khóa để lặn vào. Tạm thời BMM an toàn và có Genza đến đây hỗ trợ một tiếng nghịch xào. Raven thấp máu tạm thời thoát đi được và không ai phải nằm trong tình huống vừa rồi. Rất đầu tìm và bình tĩnh xử lý của BMM với một lớp lá chắn được bật kịp thời và bom khói được kích hoạt một cách đúng lúc đã giúp cho BMM giải vây trong tình huống đó. Còn bây giờ Genza thì sao? Genza cùng với Akeno được swap lên khu vực đường trên và gây sức ép dành cho đối phương, để cho một mình BMM đi với Rayton của GK bây giờ là khá mạo hiểm. Khoan đã, bật thần cá sấu lên. Genza ngay lập tức phải sử dụng tốc biến của mình để bỏ chạy. Phản ứng rất nhanh nhạy đến từ Genza, nhưng khoan anh ta chạy được không để anh ta nhặt được một cái tốc biến
Vata sử dụng tốc biến nhặt được để thoát chạy, trong khi đó Akeno bên phía đây đủ sát thương, dứt điểm được một người. Genza tiếp tục nhặt được một cái tốc biến khác. Hay. Vata tiếp tục chạy được trong pha thi đấu này, vận dụng nội tại của Zui rất tốt. Trong khi đó thì GK bị kẹt lại, anh ta lại là một người đi lạc ở trong pha thi đấu. Trong khi đó thì bên phía bên kia Meliodas đang xoay, xoay rất mạnh mẽ, double kill dành cho Meliodas và sẽ chưa dừng lại ở đây. Triple kill hay không đây, triple kill dành cho người chơi đi đường của đội tuyển Việt Nam. Một pha đánh rất hay đến từ bên phía của Genza với con bài Zui. Anh ta có đến 3 cú tốc biến để có thể thoát thân trong tình huống vừa rồi, với một cú tốc biến của phép bổ trợ và hai cú tốc biến mà anh ta nhặt được ở trên đường chạy về. Và anh ta cũng có quay là đủ lâu để khiến cho WJ mặc dù đã sử dụng cả chiêu cuối lên đầu Genza, Genza vẫn thoát đi được và nhường lại mạng hạ gục dành cho Akeno. Kế đến là tình huống đánh bọc lót của đội tuyển Việt Nam cũng đã mang về rất nhiều những điểm hạ gục. Chính thức thì đã vươn lên đến 5.000 tiền ở phút thi đấu thứ 7. Một lượng tiền tôi nghĩ rằng là hài lòng cho đội tuyển Việt Nam để tiếp tục đẩy nhịp độ trận đấu này trước đối phương, khi mà toàn bộ dàn trụ ngoài của Singapore đã bị bóc đi. Đúng vậy. Và quan trọng hơn là dù cho chúng ta không có được cái điều kiện thắng quan trọng là đường trên Iwan San, nhưng mà ít ra là cái trụ đường trên của Iwan nó không bị mất quá sớm. Nó cho phép ta có vẻ trụ lại đường và farm được. Đó lý do tại sao anh ta vẫn đang hơn tiền so với phía kia. Như khoan đây là tình huống bên WJ. Lại một lần nữa di chuyển lỗi. Anh ta đã có 3 lần di chuyển lỗi từ nãy tới giờ. Và bây giờ thì Rakas của Akeno đang giữ chân anh ta lại. Chiêu cuối được sử dụng để ngắt mạch tấn công của đội tuyển Việt Nam. Nhưng Genza liệu nó có bong ngủ chính xác không? Không bong bong ngủ chính xác. Khá đáng tiếc. Nhưng nghịch sau thì cực kỳ đau vào người của Raven. Hiện tại thì một tình huống nghịch sau của Genza khiến Raven mất đi 2/3 lượng máu. Là rất đau. Thực sự là những tình huống bong bóng ngủ của Genza cũng có tỷ lệ trúng là rất cao nữa. Gọi là người và tướng hòa làm một rồi, chắc chắn là như vậy. Hãy cùng chờ một tiếng nghịch sao vào vị trí của WJ thì sao đây? Không, wow. Anh ta đang đặt mình vào thế nguy hiểm khi bị dính móc mỏ neo đến từ bên phía của WJ và bị xuyên tâm vào đầu. Thêm cả thủy lực tâm nhiệt nữa, sử dụng vòng xuyên thấu để thoát đi. Câu kéo thêm một chút thời gian, có Akeno đến. Nhưng là không kịp, Genza đã phải bỏ lại mạng hạ cục của mình. Akeno đang cố gắng vùng vây hóa rồng tấn công vào Akeno. Kéo theo cả mạng hạ cục của Akeno nữa. Pha này Genza quá lỗi. Pha này Genza đã quá lỗi trong tình huống xử lý của mình. Tốc biến chưa hồi, nhưng Genza vẫn quyết định trụ lại ở cái trụ 2 đối phương và đang cố gắng farm lính thì phải. Trong khi đó đối phương rõ ràng là đã biến về từ trước và sẽ ngay lập tức ra phòng ngự mà thôi. Nhưng Genza lại có một cái sự tự tin nó thái quá. Cái điểm sit down rất quan trọng dành cho đội tuyển của Singapore. Và bây giờ họ đang khá tự tin đang được con sứ giả này. Đi quanh tới nơi, chiêu cuối được tung ra, hất tung được một người duy nhất mà thôi. Đó là Meliodas. Meliodas tốc biến bỏ chạy. Trong khi đó bị kẹt lại trong giao tranh này là BMM. BMM tìm kiếm mục tiêu đằng sau. WJ, WJ cũng thấp máu, tốc biến và cũng chạy được nốt. Người kẹt lại là WJ cùng với lại GK. Cả hai đều sử dụng tốc biến của mình để thoát đi. Genza nhặt tốc biến, đuổi theo cho mình là Raven. Nghịch sao không chính xác, nhưng đánh thường với nội tại rất đau Genza, đã giúp cho anh ta có được điểm hạ gục thứ tư. Mặc dù không cướp được con sứ giả trong tình huống vừa rồi, nhưng chúng ta cũng đã có một nhịp vào sau giao tranh với liên tiếp là những cú nghịch sao nhiều thành viên đến từ bên phía của Genza. Và anh ta cũng tận dụng thêm cả những cú tốc biến nhập được trên đường để rút ngắn khoảng cách với Raven và có được điểm hạ gục nữa. Và vẫn đâu đó vẫn có một vài những điểm chật chạc mà chúng ta đang không nhìn thấy một cái sự gọi là chặt chẽ trong ngày thi đấu hôm nay. Vẫn có những lỗi lầm, vẫn có những cái điểm mà bên phía của Singapore có thể khai thác được. Và con sứ giả sẽ là tiền đề để họ có thể lấy đi. Nhưng khả năng dọn vẫn là rất nhanh đến từ đội tuyển Việt Nam và chưa có bất kỳ một lượng máu nào bị mất đi ở khu vực đứng giữa cả. Tuyệt vời. Nhưng Iwan thì sao? Iwan đang hơi lạc lõng ở trong đội hình bên phía bên kia. Anh ta đang một mình cân hai người. Nhưng ở góc còn lại thì sao? Chú rồng bay lên, chặn đầu các thành viên đội tuyển Việt Nam, cắn chết được Akeno. Chú rồng rất mạnh. Đến từ vị trí đi rừng, ESK đang đuổi theo một người khác là Iwan. Trong khi đó, người chơi đi rừng Meliodas cũng đã có được double kill. Nhưng con rồng bên phía bên kia mạnh quá, ESK đang cắn hết người này người khác. Genza đang bị truy đuổi, làm chậm thành công. Và nghịch sao chính xác, Genza đang cố gắng bỏ chạy. 100 máu duy nhất, không thể nào chạy được cả. Nếu như tính đúng, đó là triple kill dành cho ESK. Đây chính là điều mà chúng ta nói tới. Khi một Savannah đối đầu với Zui thì Zui sẽ gặp sự khó khăn đến như thế nào. Dù bạn có vòng xuyên thấu đi đến đâu thì một tình huống hóa rồng là toàn bộ những gì mà Savannah có thể làm được để áp sát vào vị trí của Zui và gây khó khăn cho Zui không được chơi trong tình huống vừa rồi. Genza cũng đã rất nỗ lực để có những tình huống nghịch sao, nhưng là không đủ. Còn ở đây sao, Meliodas đã cố gắng phòng ngự trụ đường giữa. Ít nhất thì chúng ta vẫn còn được giữ bảo toàn cái trụ đường giữa này để không khiến cho trận đấu tuột đi quá xa và nó có cơ hội lật ngược lại thế trận. Hồi nãy tôi vẫn đang khá là an tâm khi nhìn thấy lượng tiền của Iwan hơn so với là GK đâu đó 500-600 tiền. Nhưng sau pha giao tranh vừa rồi thì với một điểm hạ gục và một điểm hỗ trợ thì GK bây giờ lại càng thêm giàu. Và anh ta lại một lần nữa là người chiếm được ưu thế ở trong kèo đối đầu 1-1.
Ở trong cái pha thi đấu này thì hai người chơi đường trên đóng vai trò là những người đứng ở phía ngoài và va chạm với nhau mà thôi. Trong khi đó góc giao tranh này nhìn có vẻ như là rất đẹp dành cho Wukong. Nhưng rất tiếc là cái chiêu cuối chúng ta không vào được hàng sau bên phía bên kia. Và Karma của Raven cứ liên tục bút giáp, liên tục bút giáp và chưởng những cái nội hỏa Kim Mantra rất là khốn vào người các thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một cái tín hiệu không mấy đáng khả quan dành cho đội tuyển Việt Nam một chút nào. Tức là những tình huống giao tranh vừa rồi thì Savannah của SK là người liên tiếp có được những điểm hạ gục. Và thứ hai là đội hình của Singapore có được đến hai bùa lợi rồng tính đến thời điểm hiện tại. Với khả năng hồi phục máu liên tiếp đến như thế này thì Genza dù có cấu máu đau đến mấy, WJ và những vị tướng chống chịu đến từ Singapore có lẽ cũng sẽ không quá ngán ngại ở khoảng thời gian sắp tới. Bây giờ trận đấu nó đang diễn biến theo một hướng mà tôi không thực sự là thích lắm nha. Bởi vì như đã nói, những vị tướng mà gây sát thương phép của chúng ta như là Akali và Zui là những vị tướng dồn sát thương. Nếu như bên phía bên kia có một dàn trắng đủ trâu, bao gồm là Nautilus, rồi Savannah và thêm cả Rekton, họ có một lượng trang bị đầy đủ thì rất khó chúng ta xúc đam được. Ui, và đó sẽ là cơ hội dành cho đội tuyển Singapore giao tranh nhịp 2. Nhưng đây là một tình huống ăn Baron lén, một mình con rồng của SK bực chiêu cuối lướt xuống hang rồng và ăn Baron. Chúng ta vẫn đang chưa có thông tin này. Trong khi đó một pha giao tranh đường giữa đang được nổ ra và Raven đang đóng vai trò là mồi nhử các thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bây giờ chúng ta đã biết là đối phương đang ăn Baron. Nhưng Kim hay không đây? Con Baron được giữ lại dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chính xác hơn là chúng ta cướp được con Baron của đội hình đối bên phía đối phương. Khi mà SK đã chống chịu lượng sát thương của Baron đã quá lâu. Còn đây là tình huống băng vào đến từ bên của G1 và là gỡ được điểm, thêm một điểm hạ gục nữa dành cho đội tuyển Việt Nam và sẽ là quét sạch lấy đội tuyển Việt Nam. Câu chuyện khó nó đã được có cách giải rồi anh Tân ạ. Câu chuyện khó đã có cách giải. Đối phương tự quăng đi, đối phương tự mất cái thế trận, đối phương tự thả con Baron cho chúng ta và chúng ta chiến thắng với tỷ số là 1-0. Người ta nói rằng đôi khi là không làm bạn vẫn có ăn. Đó là sự thật anh Bao à. Rõ ràng chúng ta đang ở một thế rất là nan giải. Bỗng nhiên bên phía bên kia trao chúng ta một cái chìa khóa. Giải đi các bạn. Tại sao lại như vậy nhờ? Đội tuyển Việt Nam như một bức tranh đẹp, LSK lại muốn rước họa vào thân. Rước họa vào thân rồi. Ăn đến còn khoảng còn 1.000 máu con Baron thì chúng ta đến sông sát thương với cú nghịch sao của Genza, biến mất LSK và lấy được thêm con Baron và đẩy thẳng trận thi đấu, chiến thắng. Một thế trận mà có lẽ bên phía của Singapore đánh giá hơi thấp đội tuyển Việt Nam. Có lẽ họ đánh với đội tuyển Lào với những cú ăn như thế thì có lẽ sẽ dễ. Nhưng mà buồn cười ở chỗ anh Phong biết là gì không? Thứ nhất nha, là